Xin chào tất cả chị em. Với cái thương hiệu Clio thì là một trong những cái thương hiệu rất là lớn trong mảng mỹ phẩm, cũng với rất nhiều những cái sản phẩm được tung ra trên thị trường với phân khúc tầm trung, được chị em phụ nữ phái nữ đón chào rất là nồng nhiệt. Tiếp nối những cái thành công của Clio Cution thì trước đó cái hãng này cũng tiếp tục tung ra thị trường với những cái bộ sản phẩm Clio Black thì đang làm náo loạn trên thị trường phân nước và rất là bá đạo từ trước đến nay. Sản phẩm này gồm có phấn nước, và cái phấn nước này thì có chỉ số kem chống nắng rất là khủng, đó là SPF 47 cộng và PA 3 cộng, giúp bảo vệ làn da khỏi những cái sự tác động của tia UV lên đến 8 tiếng. Với các nàng thường xuyên hoạt động bên ngoài trời thì có thể yên tâm với cái làn da sẽ không bị đen sạm. Thêm đó là cái công nghệ Clio Cosmetic, và với những cái chất lượng rất là sáng tạo, tinh tế, màu sắc cũng như là gợi cảm thiết kế tinh xảo thì đã cung cấp cho các bạn đó là một cái chất lượng rất là sáng tạo với những cái trang điểm rất là dễ dàng thưởng thức. Với những cái sản phẩm có thể che phủ với những cái khuyết điểm rất là lớn hoặc là như nhỏ như lỗ chân lông to, mụn đầu đen hoặc là đầu sạm, sẹo bị thâm, vùng da tối màu, quầng bị thâm thì cái sản phẩm này sẽ đem lại cho các bạn một cái lớp nền rất là tươi sáng và rất là tự nhiên. Đây cũng thực sự là một cái những cái điểm cộng khá là nổi bật vì hầu hết các dòng Cution đều có những cái độ che phủ trung bình, trong khi cái sản phẩm này có độ che phủ vượt ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, làn da của bạn lúc nào cũng bừng sức sống. Và cách sử dụng sản phẩm này, các bạn có thể trong bộ mỹ phẩm này các bạn có thể dùng cả kem lót và kem che khuyết điểm, có thể sử dụng mọi loại da kể cả những cái bạn có làn da với nhiều khuyết điểm. Đối với sản phẩm này thì với làn da có thâm mụn, nám, tàn nhang, da không đều màu thì các bạn có thể sử dụng kem lót, kem che khuyết điểm, sau đó sử dụng đến phấn nước và để có một làn da hoàn hảo. Còn đối với những cái bạn mà ít khuyết điểm thì hay đơn giản muốn tập trung vào lớp nền căng bóng mịn thì chỉ cần sử dụng một lớp phấn rất là mỏng nhẹ. Ở đây thì với những cái thiết kế như mọi người nhìn thấy, đó là với thiết kế đen bí ẩn thanh lịch black cho vẻ đẹp tuyệt đối. Còn bên cạnh da thì sản phẩm này cũng có vẻ đẹp tự nhiên, rất là hoàn hảo, không tốn nhiều thời gian, cho nên là các bạn chỉ cần đánh một lớp nhẹ che phủ lên da và nó sẽ giúp da mình đều màu hơn, giấu được những cái khuyết điểm từ những cái đốm nâu cũng như quầng thâm mắt, đặc biệt là với cái che khuyết điểm nó vẫn tôn lên được cái vẻ đẹp rất là tự nhiên. Lại kèm theo đi những cái sản phẩm, hai cái sản phẩm kèm theo đó là kem lót và kem che khuyết điểm, nó cũng đảm bảo được cái lớp make up rất là hoàn hảo. Với những cái chất phấn dạng lỏng Cution khi lên da thì rất nhanh chóng tiếp cận với làn da của bạn, với cái lớp finish hơi mỏng nhẹ và nó đã tạo hiệu ứng cũng như là cái làn da khỏe khoắn căng mọng. Trong cái thời gian đó thì khả năng kiềm dầu vô đối, duy trì được cái lớp trang điểm trong suốt thời gian mà không lo xảy ra tình trạng xuống tông hoặc loang lổ. Sản phẩm chứa tới 52% apoly và nó sẽ dưỡng da, giúp cái độ ẩm của bạn trong suốt 24 giờ giữ cho lớp nền rất là ẩm mượt, không bị căng da, đồng thời là bảo vệ da khỏi lão hóa. Đặc biệt ở đây mình thấy cái sản phẩm này là có chỉ số chống nắng rất là khủng, tới 47 SPF và PA 3 cộng, sẽ giúp cái bảo vệ làn da của bạn khỏi những cái tia UV cũng như là cái thời gian sử dụng nó lên đến tận hơn 8 giờ. Và các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm đây ở thiết kế bên ngoài nó rất là sang trọng và lịch sự, có hộp được thiết kế màu đen rất là sang trọng lịch sự mọi người nhé. Ở bên dưới thì có cả mã vạch ở đây mọi người có thể nhìn thấy. Trong cái sản phẩm này thì mình có thể là mở ra cho các bạn xem, bởi vì sản phẩm này nó cũng không có kèm theo tem ở ngoài, trong đó các bạn ở đây có một cái đường ấn thì các bạn ấn vào và các bạn chỉ việc mở lên thôi. Mở lên thì bên bên này sẽ có một cái sút để các bạn có thể thẩm thấu được cái kem phấn ở trong này. Đó, đây là sẽ là lớp phấn bên trong. Đấy. Và đây có một cái chiếc gương nhé mọi người nhé. Đây chiếc gương rất là bóng, khi mọi người bóc cái sản phẩm này ra thì sẽ có một cái chiếc gương rất là bóng. Còn đây là hai cái sản phẩm mà che khuyết điểm rồi. Và các bạn muốn liên hệ cũng như là muốn sử dụng cái sản phẩm này để trải nghiệm cũng như là che đi khuyết điểm của mình, có thể là xinh đẹp hơn, tự tin hơn trước phái nam, thì hãy liên hệ và cũng như là comment dưới cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.